là ai? Mở sách mở máy Hồ Kiền Liên. Hồ Kiền Liên được xưng là cái gì đẹp nhất? Thần thông đẹp nhất. Nhưng có một câu chuyện đẹp kể về Hồ Kiền Liên. Ngoài cái việc chúng ta biết Hồ Kiền Liên là đại hiếu Hồ Kiền Liên phải không? Vào những mùa Vu Lan có hiếu, chúng ta thường thấy danh hiệu của ngài phải không? Nhưng có một cái vấn đề về một câu thần thông không qua nghiệp lực. Mục Kiền Liên là đệ tử, là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật, được xưng là thần thông đệ nhất. Nhưng vào lúc cuối đời lại bị nhóm ngoại đạo Lõa Thể ném đá cho tới chết, và cái thân của ngài bị quăng vào hầm không. Khi đó mọi người muốn cứu, nhưng cái câu nói thần thông không qua nghiệp lực là do Đức Phật nói. Vì vào thổ quá khứ, tiền thân của Mục Kiền Liên là một người đánh cá. Do sát nghiệp quá nhiều, cho nên bây giờ dù có thần thông, Đức Phật nói rằng thần thông của Mục Kiền Liên trong một niệm, một niệm tức là một suy nghĩ rất nhỏ, một cái khẽ ngón tay như này, một cái khẽ ngón tay này thấy nhanh không? Nhưng trong một khẽ ngón tay này có 900 cái niệm, nhanh không? Về một niệm rất là nhanh. Một niệm của Mục Kiền Liên có thể đi vòng cả vũ trụ. Thần thông của ngài có thể tránh không để bị ngoại đạo giết, nhưng tránh rồi thì sao? Vẫn phải trả phải không? Nhân nào quả nấy, dù thần thông cũng không thể nào qua được cái nghiệp lực. Khi nghiệp tới rồi thì có trốn xuống biển, bay lên trời, đi vào núi cũng không thể nào trốn được. Chỉ có cách phát tâm sám hối, phát đại thệ nguyện mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Tất cả chúng ta biết chúng ta nghiệp chướng nhiều hay ít, qua đâu chúng ta thấy bình tâm làm dạng của nghiệp chướng. Cầu muốn không được tội ý là dạng của nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tới, đa số con người chúng ta là oán trời trách người. Trời ơi, sao lại xảy ra với tôi như vậy? Đâu có biết rằng muôn việc mình làm mình lại chịu. Bây giờ thọ nghiệp oán trách ai? Đừng nói nhân quả không người thấy, xa chẳng con cháu gần chẳng mình. Cái điểm khúc này sẽ lặp đi lặp lại. Vì sao? Kinh Pháp Hoa được gọi là vua trong các kinh, thì cái lý sâu xa vô cùng. Nhưng chúng ta là người sơ cơ thì phải đi từ căn bản.
căn bản là gì? Căn bản của Phật pháp là gì? Làm điều thiện tránh điều ác. Làm thiện tránh ác. Căn bản của Phật pháp là tam quy, là ngũ giới, là thập thiện. Nếu rời khỏi tam quy, ngũ giới, thập thiện mà muốn học giáo lý cao xa thì giống như là xây lâu đài trên cát, được không? Cái nền móng không vững. Tam quy, ngũ giới, thập thiện, đến đẳng giác Bồ Tát cũng vẫn tu. Ví dụ môn toán lớp 1 học, đại học có học toán không? Có học toán, nhưng cái mức độ khó khác nhau. Ví dụ trong thập thiện thì có vấn đề không sát sanh, phải không? Đối với cái trong vấn đề không sát sanh á, ở căn bản nhất luôn là mình không giết con này, không giết con nọ, phải không? Nhưng ở Bồ Tát, ở Thanh Văn, ở La Hán, ở Bích Chi Phật, họ vẫn tu không sát sanh, nhưng cảnh giới nâng cao lên. Là gì? Nếu chúng ta gây phiền não cho người khác, đó là đã phạm sát nghiệp. Cảnh giới, cái tên thì rất là giống nhau, nhưng cảnh giới là thay đổi. Cùng là một toán, nhưng toán lớp 1 và toán lớp 10 khác nhau, đúng không? Cũng cùng tên toán, phải không cô? Thì gây phiền não cho chúng sanh tức là sao? Mình làm cái gì đó mà làm cho nổi lòng tham, nổi lòng sân, nổi lòng si, nổi những cái ở trong lòng chúng sanh, thì đó là phạm sát nghiệp ở cảnh giới cao đó. Như vậy, ví dụ như chú Tùng ghét thầy, nếu như thầy xuất hiện vào chú Tùng, chú Tùng sẽ khởi phiền não, đúng không? Thầy sẽ tránh chỗ khác. Nếu như thầy đứng trước mặt chú Tùng làm cho chú Tùng sanh phiền não, tức là thầy đang phạm sát nghiệp ở cảnh giới cao của không của sát sanh đó. Cho nên khi nào biết được như vậy, chúng ta tránh đi. Khi thầy tránh đi, chúng tôi hoan hỷ không? Được hoan hỷ, đó là không sát sanh ở cảnh giới cao. Không trộm cắp có nghĩa là không cho lấy vật, phải không? Nhưng trong luật cảnh giới cao là gì? Ngọn cỏ cây kim cho bị cái gì? Coi cho cái gì? Hay nhớ. Chúng ta đi lại không có câu đó. Ngọn cỏ cây kim cũng thành nghiệp trọn. Xá hối. Đó là cảnh giới cao của cảnh giới cao hơn bậc. Nâng cao hơn nữa của việc không trộm cắp có nghĩa là mình không dùng bất kể mưu kế gì để người ta mang đồ đến cho mình, mặc dù người ta mang vô, phải không? Nhưng mà mình dùng mọi cách để mình cho người ta mang tới, đó là trộm cắp.
thế cao. Cảnh giới đầu tiên là ăn cắp, ăn trộm, không cho mà lấy. Cao hơn một nữa là một cỏ cây kiếm cũng thành nghiệp trộm. Cao hơn nữa là dùng đủ mọi cách hăm dọa, quyến rũ để người ta mang tới cho mình, mà người ta không tự nguyện vì mình mà người ta mang tới. Đó là cảnh giới cao của nghiệp trộm đó. Rồi, vấn đề không tà dâm. Tà dâm tức là ngoại tình, vân vân. Nhưng còn cảnh giới cao của không tà dâm nghĩa là gì? Nghe cái tiếng động gì mà trong tâm không khởi lên cái tâm tham thích, đó là cảnh giới cao của không tà dâm. Trong luật dạy là các mắt mà nghe tiếng hồn xúy mà khởi tâm, đó là phạm tội dâm. Cho nên đề mục về tên gọi thì giống nhau, nhưng về cảnh giới thì khác nhau. Như vậy, để chúng ta nâng cao cảnh giới của mình lên, chúng ta sẽ áp dụng câu này. Xin tặng quý vị một câu, để từ đây quý vị sẽ nâng cao cảnh giới của mình. Quý vị làm được thì quý vị thân là phàm phu nhưng tâm là thánh. Chúng ta cũng phải nâng cao cảnh giới chứ phải lè tè hoài, phải không? Nâng cao lên. Cái câu đó là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những gì có tướng đều là giả dối. Tại sao mình nhớ, mình làm theo câu này thì gọi là nâng cao cảnh giới? Ví dụ, những tướng có không phải là những cái mình mặc phép tai nghe không, mà những gì xảy ra trong tâm của mình cũng là có đó. Trong tâm mình nổi lên cái tham, cái sân, cái si ở trong tâm thôi, chưa có ra cái hành động đâu. Vừa khởi trong tâm thôi là đã là có rồi. Cho nên khi ta biết câu này, chúng ta áp dụng câu này, chúng ta sẽ được như Phật. Đức Phật có câu là, Đức Phật có một cái gọi là thân khẩu ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Thân của Ngài làm, miệng của Ngài nói, ý của Ngài suy nghĩ, luôn luôn có sự chỉ đạo của trí tuệ hành. Chúng ta được chưa? Chúng ta còn làm theo cảm tính, còn làm theo nghiệp, phải không? Bây giờ chúng ta hãy dùng cái câu đó luyện thành một trí chúng ta. Khi cái gì ở trước mắt mình, hãy nhìn nó bằng con tập nhìn cuộc đời, bằng con mắt quán chiếu. Mắt quán chiếu là gì? Quán là thấy cái đó. Đó là giả. Đã là giả thì không tham. Đã là giả thì không sân. Đã là giả thì không si. Người ta tắt từ một cái, chúng ta biết đây là nghiệp. Mà nghiệp là giả thì chúng ta bỏ qua. Không tác người khác thì nên tác mình. Những gì xảy ra oan uổng cho mình, đó là nghiệp mình phải trả. Mà nghiệp là giả, bỏ
Cho nên nếu chúng ta luyện cái câu đó thành cặp mắt kiến chúng ta nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu mọi thứ đều là giả, mà đồ giả thì không mang theo được khi về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Chỉ có công đức mới là chân thật cho chúng ta mang theo. Hay lặp lại cái câu này: phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Nếu chúng ta thực hành được như vậy thì chúng ta cũng sẽ gần được như Phật, chỉ đổi những trí huệ thành cái kinh điển thôi. Thân khẩu ý niệm tùy kinh điển hành, và kinh điển đó là một câu trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tác giả là những gì có tướng đều là hư vọng, mà đã hư vọng thì sẽ không khởi tham, không khởi sân và không khởi si. Đó là cách nhanh nhất, an toàn nhất để chúng ta nâng cao cảnh giới. Nam mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật.